tôi gói bánh chưng, đến với gia đình tôi chuẩn bị gói bánh chưng. Đây là lá rong này và lạc đã chuẩn bị. Lá rong này đã được luộc rồi, tước cọng rồi chuẩn bị là đưa vào gói thôi. Và ta xem công đoạn là đãi gạo. Đây là gạo nếp. Nếp này là nếp cái hoa vàng, có phải không em? Đúng rồi, đây là nếp cái hoa vàng, cao phi. Đấy, mình dân mình đang chuộng nhất là cái nếp cái hoa vàng. Đấy. Đang đãi gạo phải đeo kính để nhìn rõ có sạn không ấy. Đấy, gạo nếp. Đãi gạo này, đãi đỗ này. Xong đó là ta để lọc nước và sóc với muối, xong đó là ta mới tiến hành. Đây để không có rổ để đồng bàn này để cho nó sóc nước này. Gói vào cả gạo và đỗ là 30 bò. Là vào chục cân. Mỡ, nhân thịt mỡ đã chuẩn bị. Đây, nhân thịt mỡ đây. Đã bóp cả mắm tiêu rồi, mắm và hạt tiêu. Đây ở phong tục ở đây là trên gia đình nhà chúng tôi là gói bánh dài. Không phải bánh vuông, phải bánh dài. Đấy, bây giờ chúng ta chuẩn bị xong thì là sẽ tiến hành đi gói bánh nhá. Đấy, giải chiếu ra sân để gói. Lá bánh này. Thịt mỡ này. Cầm đỗ, thịt nó ăn thịt mỡ. Gạo lên này. Các bạn, nhà các bạn thì gói bánh vào ngày bao nhiêu Tết nhỉ? Nhà mình gói 28 Tết cơ. Gạo lếp là phải sóc muối mà, sóc muối cho nó vừa. Đây, để sóc muối. Ta sóc lượng muối để hơi đậm đậm xong luộc nó tan ra là vừa. Ta cho phải đậu một thìa muối này. Xong bắt đầu luộc là nó tan ra là vừa, xong ăn cái bánh nó đậm đậm. Muối. Thì ta ướp mắm và hạt tiêu. Thế còn gạo ăn ta phải sóc cho nó đều đi. Đều muối, không cho muối ở trong này. Trộn đều đi. Cả nước thì phải. Đây đang trộn muối vậy. Trộn muối và gạo tất cả. Tại sao nhiều người không để ý, không cho muối vào ăn cái bánh nó nhạt, đúng không? Đỗ chưa xong.
cái này bát thìa này ở xong chợ này, cái muôi này ở chợ Đỗ. Đây là cối xay hạt tiêu. Trước hết là cho gập lá nhé, gập lá, gập gập mép lá lại, chậm chậm. Thank you.
phải lấy cho bố cái kéo để cắt vào trong. Ta gập cái đầu kiểu như cái đầu đầu giò như thế này. Cái phải đầu giò á? Để đi vào đây nhé, vào đấy thì vào đây kéo nhé, quá chưa? Nhiều ná và thiếu dây. Dây thiếu thì bạn nhớ làm hơi to, hơi phình. Đấy cả phải cho đi số ăn. Đây cái đầu tiên. Cái đầu tiên.